Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Clickbuy. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm đang được giảm giá cực sâu tại Clickbuy. Đó chính là một sản phẩm đến từ thương hiệu Apple, smartphone mang tên iPhone XS. Và chúng ta hãy cùng nhau giải đáp cho thắc mắc liệu rằng đang được giảm giá sâu như vậy thì ở thời điểm đầu năm 2021 này, iPhone XS có còn đáng để người dùng chúng ta sở hữu hay không? Và chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đánh giá về mặt thiết kế. Xét về thiết kế, iPhone XS vẫn sẽ giữ nguyên vẹn kiểu thiết kế từ người đàn anh iPhone X của mình, với thiết kế màn hình tràn viền, tai thỏ, camera kép đặt sọc và mặt lưng thì được làm từ lớp kính vô cùng bóng bẩy. Tuy nhiên, khi cầm nắm thì em máy này lại cho chúng ta cảm giác không bị trơn trượt như thế hệ trước. Có lẽ sự khác biệt nhỏ này đến từ mặt kính cường lực mới được đánh giá là khác biệt hơn so với thế hệ iPhone X. Tuy thiết kế không đổi, nhưng bằng cách nào đó thì Apple đã tích hợp cho thiết bị này khả năng kháng nước, kháng bụi đạt tiêu chuẩn IP68. Và đồng nghĩa với việc là các bạn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng iPhone XS trong các môi trường ẩm ướt như là phòng tắm, bể bơi hay thậm chí là cả bãi biển đi nữa. Và Apple thì vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế cụm loa trên iPhone XS như các phiên bản trước đó. Tuy nhiên thì chất lượng âm thanh sẽ được nâng cấp rõ rệt để giúp cho âm lượng trở nên to hơn trông thấy và truyền tải trong không gian rộng lớn một cách tốt hơn. Và chưa kể đến việc là máy sẽ có cho mình một kích thước rất nhỏ gọn, chỉ nhỏ ngang với iPhone 8 mà thôi. Chính vì vậy mà việc bỏ em điện thoại XS Max trong túi quần túi áo khi mà chúng ta di chuyển ở đường quả thực là một điều vô cùng dễ dàng. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đánh giá về phần màn hình. Xét về màn hình, iPhone XS sẽ không có quá nhiều thay đổi với kích thước màn hình so với iPhone X. Tuy nhiên thì thiết bị này sẽ được Apple tích hợp hàng loạt công nghệ đi kèm. Nổi bật nhất phải kể đến đó chính là tiêu chuẩn hình ảnh HDR10 và Dolby Vision. Với công nghệ này thì chất lượng hình ảnh cho ra trên iPhone XS sẽ đảm bảo ở mức độ là hoàn hảo. Và ngoài ra thì cảm giác khi chúng ta xem video HDR trên màn hình của iPhone XS cũng khá là đã mắt. Hình ảnh được cho ra thể hiện rõ nét với chiều sâu và màu sắc thì vô cùng hấp dẫn. Và một điểm đáng chú ý nữa đó chính là vấn đề màn hình ở chiếc máy này gần như đã được Apple sửa hết ở trên thế hệ iPhone XS. Chính vì vậy mà đây sẽ là một trong những sự lựa chọn rất an toàn so với iPhone X khi có một mức giá rẻ hơn, mặc dù có cùng kích thước màn hình đó là 5,8 inch. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đánh giá về camera. Xét về camera, iPhone XS sẽ có trong mình được những cải tiến nhẹ so với thế hệ iPhone X. Cụ thể, là thiết bị của chúng ta vẫn sẽ được trang bị cụm camera kép 12MP với một ống kính góc rộng và một ống kính tele. Tuy nhiên thì cả hai đều được trang bị công nghệ chống rung quang học giúp ổn định tối đa hình ảnh khi chúng ta chụp. Và theo Apple, thì chất lượng ảnh chụp được trên iPhone XS có thể được can thiệp bởi bộ vi xử lý A12 Bionic từ màu sắc đến cân chỉnh ánh sáng. Và điều này sẽ tạo nên tác phẩm nghệ thuật không thể tì được trên chiếc máy này. Còn về khả năng selfie, iPhone XS sẽ được sở hữu cảm biến với độ phân giải 7MP cùng với khả năng tương thích cũng như hỗ trợ rất tốt với các bên ứng dụng thứ ba để từ đó có thể tạo ra cho người dùng những bức ảnh với độ ảo diệu nhất định. Và nhìn chung lại thì camera ở trên chiếc iPhone XS này vẫn thực sự có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mặt hiệu năng. Xét về mặt hiệu năng, iPhone XS được trang bị trong mình bộ vi xử lý Apple A12 được sản xuất trên tiến trình 7nm. Bộ vi xử lý này được cấu tạo từ 6 nhân CPU, 4 nhân GPU và bộ xử lý thần kinh giúp hiệu năng nhanh hơn lên tới là 50%, đồ họa cao hơn 15% so với con chip A11 và có khả năng thực hiện lên tới là 5.000 tỷ phép tính mỗi giây, cao hơn rất nhiều so với 600 tỷ phép tính của A11 trên thế hệ iPhone X. Và trải nghiệm thực tế thì đã cho thấy rằng mọi tác vụ thì đều được phản hồi rất nhanh chóng, camera được khởi động ngay tức thì. Về RAM thì iPhone XS sẽ được trang bị một mức bộ nhớ RAM đó là 4GB, hứa hẹn đem tới cho người dùng những trải nghiệm đa tác vụ một cách rất là thoải mái. Và chưa kể đến việc là iPhone XS của chúng ta mới chỉ là một flagship có hơn 2 năm tuổi thôi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không cần phải quá lăn tăn về khoản hỗ trợ phần mềm khi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này trong khoảng thời gian từ 2 cho tới 3 năm nữa. Kế theo, không thể nào bỏ qua, đó chính là về phần đánh giá viên pin. Về viên pin thì ở trên iPhone XS, Apple đã bắt đầu chú trọng và cải thiện về trải nghiệm pin so với chiếc iPhone X tiền nhiệm. Cụ thể thì nhờ vào bộ vi xử lý A12 Bionic được xây dựng trên tiến trình 7nm giúp cho iPhone XS có thời lượng sử dụng pin kéo dài hơn 30 phút so với người đàn anh tiền nhiệm của mình. Tuy rằng con số này thì không thực sự là quá lớn, nhưng ở đây thì vẫn được xem là những nâng cấp đáng giá so với rất nhiều người. Và trong những cái trải nghiệm thực tế của người dùng thì em máy này có thể đáp ứng được khá tốt nhu cầu sử dụng trong khoảng thời gian là 3/4 ngày với công suất là 15W để đẩy nhanh được công suất sạc cho chiếc máy này. Và cuối cùng chắc chắn rồi, đó chính là về phần giá bán, chúng ta không thể nào bỏ qua. Về mức giá bán của em điện thoại iPhone XS hiện nay đang chỉ dao động từ 9.590.000 cho đến 13.790.000. Thực sự đây là một món
Thực sự đây là một mức giá quá hời cho một món hàng với tất cả những gì mà iPhone XS có thể đem lại cho người dùng. Như vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đi đánh giá về chiếc điện thoại iPhone XS. Còn các bạn thấy thế nào? Hay các bạn đánh giá sao? Các bạn nghĩ rằng một sản phẩm đã được giảm giá sâu như vậy thì có còn đáng để chúng ta sở hữu trong năm 2021 này hay không? Và đừng quên, hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment và hãy like, share, ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!